Cận cảnh pháo sáng trúng cổ động viên nữ ở trận Hà Nội Nam Định, Tần Sương phải mổ 2 lần. Cổ động viên Nam Định bắn pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A, khiến một người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Pháo sáng bắn trúng cổ động viên nữ. Sau khi Hà Nội nâng tỷ số lên 4-1, phút 56, từ khu vực khán đài B dành cho cổ động viên khách, một quả pháo sáng được bắn thẳng sang khán đài A, quả pháo đi như một viên đạn, trúng chân một cổ động viên. Rồi nảy trở lại khu vực trọng tài bàn cách vài mét rồi bốc cháy. Nạn nhân Huyền Anh bị vết rách lớn ở chân, máu chảy đầm đìa. Sau khi được bác sĩ băng bó, cô vẫn chưa hết choáng và không thốt nên lời. Lực lượng an ninh và bác sĩ chuyển cô động viên đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả khám tại bệnh viện St. Paul sau đó cho thấy cô bị bỏng lưu huỳnh nặng vào tận xương và nhiều khả năng phải mổ 2 lần. Trận đấu tạm dừng hơn chục phút vì sự cố. Trọng tài chính Ngô Duy Lân phải trao đổi với một số thành viên ban tổ chức trước khi đưa ra quyết định. Sau sự cố trên, cổ động viên Nam Định tiếp tục bắn thêm một quả pháo sáng khác, nhưng lần này không trúng ai. Lực lượng cơ động đã lên khán đài để can ngăn, nhưng một người đã bị đánh trọng thương phải nhập viện. Trong khu vực khán đài hỗn loạn với lửa và khói này, xuất hiện những lá cờ của câu lạc bộ Hải Phòng. Đội bóng nổi tiếng với những vụ bạo động bằng đặc sản pháo sáng trên sân hàng đẩy. Cổ động viên tấn công cơ động. Trận đấu bù vòng 22 V-League 2019 từng được kỳ vọng rất nhiều về yếu tố chuyên môn. Hà Nội đang đua tranh ngôi vô địch, còn Nam Định cũng muốn chạy trốn xuất xuống hạng. Ở giai đoạn 1, đội bóng Thành Nam từng gây bất ngờ với chiến thắng 2-0 trên sân nhà Thiên Trường. Tuy nhiên, những gì diễn ra đã không đúng như kỳ vọng, thậm chí làm hoen ố đi hình ảnh đẹp mà các cổ động viên Nam Định đã tạo dựng được suốt mùa giải. Chiếm hơn nửa khán đài B, một nhóm người hâm mộ đội khách đã đốt hàng chục quả pháo sáng, nhiều lần ném xuống sân khiến trận đấu phải tạm dừng. Thủ quân của Hà Nội, Văn Quyết đã phải đứng ra xin người hâm mộ Nam Định kiềm chế nhưng bất thành. Nhiều cổ động viên đội khách còn lớn tiếng chửi mắng trọng tài vì những quyết định không có lợi cho đội bóng của họ. Một số còn ném chai lọ xuống sân. Sau khi van nài cổ động viên đội nhà không được, Sĩ Minh phải tự tay nhặt bỏ ra đường biên để trận đấu có thể tiếp tục. Chung cuộc, Hà Nội thắng 6-1 để duy trì vị trí dẫn đầu V-League 2019.